Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam lo chống dịch, Trung Quốc lợi dụng lấn thêm tại Biển Đông. Vào đầu năm 2020, Hoa Kỳ đã liên tục có những hành động thể hiện cam kết tăng cường hiện diện ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Biển Đông. Bắt đầu từ chuyến tuần tra khai xuân vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, tiếp đó là chuyến thăm hữu nghị vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại Đà Nẵng của tàu USS Theodore Roosevelt, đã đánh dấu 25 năm quan hệ Mỹ-Việt bình thường hóa ngoại giao. Tuy nhiên, Trung Quốc đang tranh thủ thời điểm toàn thế giới gồng mình chống dịch cúm Vũ Hán để tiến những nước cờ mới ở Biển Đông. Và hành động mới nhất được Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 là Trung Quốc vừa khánh thành hai trạm nghiên cứu trên bãi đá chữ thập và đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Bắc Kinh cho rằng việc thiết lập các trạm nghiên cứu mới sẽ cho phép các nhà khoa học nghiên cứu thực địa trong các lĩnh vực về sinh thái, địa lý và môi trường. Các trạm này cũng có thể theo dõi các thay đổi sinh thái và địa chất trong các vùng quan trọng ở khắp nơi trên Biển Đông. Trang tin Global National của Philippines đã trích lời chuyên gia an ninh hàng hải Colin Coy cho rằng một số người cho rằng đại dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra sẽ làm Bắc Kinh bớt sự quan tâm tới những điểm nóng ở Biển Đông. Nhưng sự thật không phải thế. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã sẵn sàng tác chiến. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Hải quân Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông, ngay sau khi Hải quân Mỹ thông báo một cuộc tập trận cũng ở Biển Đông và huy động một lực lượng hùng hậu, trong đó có đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 năm 2020. Trả lời Inquirer ngày 24 tháng 3, tiến sĩ Colin đã nhận định như sau. Hẳn nhiều người còn nghĩ rằng dịch virus corona đang diễn ra sẽ làm khiến Bắc Kinh không chú ý đến những điểm nóng hàng hải. Thực tế lại không phải như vậy. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bất chấp dịch cúm Vũ Hán đang bùng phát. Và sự kiện này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thuộc địa hóa Biển Đông vào lúc cả thế giới đang lo chống đại dịch cúm Vũ Hán, và một số nhà quan sát đã nhận định trên các tạp chí quốc tế. Đây là hình ảnh đảo đá Subi do tổ chức S3 Media chụp vào hôm 20 tháng 5 năm 2018 cho thấy Trung Quốc xây hàng trăm tòa nhà, thao trường, tác chiến radar, thậm chí cả các sân bóng rổ tại đây, và cho đến ngày hôm nay thì nó đã được hiện đại hóa một cách rất nhiều. Là chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp đảo đá ngầm thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và đặt tranh đá Vành Khăn kể từ năm 2018. Hai trạm nghiên cứu mới có các hệ thống theo dõi nhằm phục vụ các dự án bảo tồn, theo Tân Hoa Xã nói như vậy. Tuy nhiên, các địa điểm xây cất mới đều nằm trong vùng biển đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Đá chữ thập có tên tiếng Anh là Free Cross Frist, Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiên, còn Philippines cũng gọi một tên khác. Còn đá Subi thì Bắc Kinh gọi là Chử Bích Tiêu và Manila gọi là Samora. Các địa điểm đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông này đang gây ra sự căng thẳng. Trung Quốc trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát những nơi này kể từ năm 1988 sau khi giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và cướp từ Việt Nam. Kể từ đó, Bắc Kinh đã bồi đắp những nơi này cùng một số bãi đá, đảo nhỏ khác ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo, đều được các nước khác cho là thể nhằm biến những nơi này thành những tiền đồn quân sự, chiến lược, hòng khống chế toàn bộ lưu lượng đi lại trên Biển Đông. Và dùng những thứ được cho là khoa học phục vụ đời sống dân sự này để xác quyết các tuyên bố chủ quyền là một thách thức hoạt động mà chúng ta có thể lơ là bỏ qua, chuyên gia an ninh hàng hải Colin Coy đã nhận định như vậy trên tạp chí quốc tế. Đây là hình ảnh các công trình do Trung Quốc xây dựng trên đảo đá Vành Khăn. Đá Vành Khăn và đá chữ thập cũng là cơ sở hạ tầng tương tự. Nhưng vị trí đặt tên lửa, đường băng, các nhà kho lớn và nhiều loại thiết bị khác phục vụ cho việc phát hiện, theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự và thông tin liên lạc của nước khác. Các cơ sở quân sự đó cũng được là nơi đặt các thiết bị liên lạc, xây cấp
bãi đáp máy bay và đặt bệ phóng tên lửa của Trung Quốc. Nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, coi đây như là một bước đi của Bắc Kinh nhằm đưa Trung Quốc trở thành một sức mạnh quan trọng trên thế giới. Hoa Kỳ đã tăng hiện diện của mình tại Biển Đông trong những năm gần đây và hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á trong việc nỗ lực chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Quân đội Mỹ cũng đã tăng cường các hoạt động mà Hoa Kỳ gọi là nhằm thực thi quyền tự do đi lại trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế. Với việc nhiều lần đưa tàu chiến vào sát phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo như đá Subi, đá Vành Khăn, đá Chữ Thập, và Trung Quốc đều lao phản đối điều này. Nhà nghiên cứu Biển Đông Kim Phúc cho rằng không vì đại dịch toàn cầu mà Trung Quốc tạm ngưng mưu đồ bành trướng của mình, mà ngược lại còn gia tăng áp lực trên Biển Đông giữa lúc Việt Nam đang gồng mình chống dịch. Đây là hình ảnh chiến hạm Mỹ USS Park Campbell vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải, áp sát đá Vành Khăn đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu chiến của Trung Quốc di chuyển liên tục từ phía đảo Hải Nam xuống 7 cứ điểm họ đang chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa để chứng minh cho sự hiện diện thường xuyên của trên Biển Đông, Trung Quốc không hề ngừng nghỉ. Chính vì hành động của Trung Quốc như vậy mà đã làm nhiều nhà quan sát tình hình Đông Nam Á, tình hình khu vực Biển Đông cảm thấy không an tâm với những phát biểu về hòa bình, ổn định của Bắc Kinh đối với ASEAN cũng như trên thế giới. Để đáp trả những hành động của Trung Quốc, Mỹ có những cuộc tập trận trên biển Philippines mấy ngày vừa qua, và hành động của Mỹ là dấu hiệu răn đe tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Đinh Kim Phúc đã cho biết như vậy. Hôm 10 tháng 3 năm 2020, chiến hạm Mỹ USS Mark Campbell đã tiến hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa để thách thức những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh gọi đây là một hành động khiêu khích của Mỹ. Một năm trước, vào hôm 7 tháng 1 năm 2019, chiến hạm này cũng đã đi qua vùng 12 hải lý của các đảo Cây, Lincoln và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và cũng với chiến dịch thực hiện tự do hàng hải trên Biển Đông, vào ngày 11 tháng 2 năm 2019, hai tàu chiến Mỹ USS Spurrier và tàu USS Grebler đã đi vào vùng 12 hải lý của đá Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa. Đây là hình ảnh tàu khu trục USS Barry bên trái đã phóng tên lửa trong cuộc tập bắn đạn thật vào hôm 19 tháng 3 năm 2020 vừa qua ở vùng biển của Philippines. Hôm 19 tháng 3 năm 2020, tàu khu trục USS Barry và tàu tuần dương hạm USS Shiloh 2 tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông, biển ở vùng Philippines. Giới phân tích cho biết cuộc tập trận gửi thông điệp rõ ràng, đó là thách thức cho hệ thống vũ khí tiên tiến của quân đội Trung Quốc. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, thì chiến lược của Trung Quốc là luôn quan tâm đến thế thời. Có lẽ đây là lúc họ cho rằng thế thời mạnh nhất, họ phải nhanh chóng đạt mục đích. Vì thế, việc Trung Quốc ngừng tay trong lúc này là chuyện không hề có. Thạc sĩ Hoàng Việt đã nói thêm như sau. Thực ra, thì lúc xảy ra dịch cho đến nay, Trung Quốc không hề ngưng nghỉ trên Biển Đông. Ban đầu họ có vẻ hơi bối rối trong nước khi tâm dịch bùng phát ở Vũ Hán và số người chết quá lớn. Tuy rối, nhưng những hành động bên ngoài, nhất là Biển Đông, không hề giảm sút, cũng không tăng. Sau này, khi thế giới bao gồm cả Hoa Kỳ bắt đầu bùng phát dịch bệnh, thì Trung Quốc bắt đầu ổn định, thì nước này lại tiếp tục hành động ở trên Biển Đông. Theo tôi nhận định, dựa trên tất cả những gì Trung Quốc đã làm, như ngang nhiên xây dựng những trạm thí nghiệm, tập trận mạnh mẽ hơn để trả đũa việc tập trận của Hoa Kỳ và rất nhiều vấn đề khác, thì rõ ràng Trung Quốc không hề giảm sự chú ý ở Biển Đông. Vào cuối tháng 1 năm 2019, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng đã dẫn lời thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho hay nước này vừa xây dựng trung tâm cứu hộ và hàng hải tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Với cơ sở mới này, Bắc Kinh đang đẩy mạnh kế hoạch biến nơi này thành một trung tâm hậu cần lớn nhất ở vùng Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu USS Theodore Roosevelt cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Đá Chữ Thập chỉ mới là đảo nhân tạo lớn thứ 3 trong số những đảo mà Trung Quốc bồi đắp tại khu vực Trường Sa. Hai đảo lớn hơn có diện tích mỗi đảo gần gấp đôi Đá Chữ Thập là Subi và Vành Khăn. Chuyện Trung Quốc thực hiện việc xây lấp quân sự hóa các đảo, bãi đá ở Biển Đông xảy ra từ nhiều chục năm trước,
nhưng thực sự chưa có nước nào ngăn cản được mà chỉ những phản ứng suông. Ông Đinh Kim Phúc nhận định tiếp như sau. Mỹ lên tiếng, Nhật lên tiếng, cộng đồng châu Âu lên tiếng về vấn đề Biển Đông, nhưng họ lên tiếng về vấn đề tự do hàng hải, về vấn đề an ninh khu vực, chứ không hề lên tiếng can thiệp vấn đề chủ quyền của các đảo, bãi đá trên Biển Đông như Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Giáo sư Ca Thay, chuyên gia nghiên cứu Học viện Quốc phòng Úc, từng nói với đài FA rằng Hoàng Sa thực ra là đã được quân sự hóa từ lâu trước khi Trung Quốc đưa dàn tên lửa đến đây. Từ thập niên 90, Trung Quốc đã cho xây dựng sân bay tại đây và sau đó cho mở rộng sân bay này. Họ đặt ở đó những máy bay chiến đấu hiện đại nhất, cho nên họ có khả năng đánh chặn và cho máy bay bay ra khu vực ở Biển Đông bất cứ lúc nào họ muốn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.